Trên màn hình các bác đang theo dõi đây là hai mẫu kính VTR các bác nhé. Đấy, trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về hai cái mẫu và kèm giá bán công khai cho anh em. Giá của hai con này chỉ vài trăm nghìn thôi các bác. Đấy. Đây là những cái mẫu kính trong tầm giá các bác nhé. Chống rung chống giật cực kỳ là tốt mà giá thì lại còn hạt rẻ. Đấy. Bác nào mà đang chơi condo hoặc truyền thống thì các bác lấy những con này khá là ok. Hoặc đặc biệt bác nào những cây FX cấu hình tầm thấp ấy, thì các bác làm con kính này nó phù hợp với túi tiền, cái thứ hai là dùng nó cũng bền bỉ theo thời gian nhé. Đấy, bác nào mới chơi thì em sẽ giới thiệu cho bác về hai mẫu này luôn. Đây, trên tay em hiện tại đang cầm con kính này là con VTR các bác nhé. VTR con này thông số của nó là 3 trừ 9 nhân 40 Iraq nhé, 3 trừ 9 nhân 40 Iraq. Mẫu kính này thì là có đèn hồng tâm này, các bác quan sát này, có đèn hồng tâm cho các bác nhé, đèn hồng tâm xịn sò luôn. Cái nhất, cái thứ hai là tâm con này thì là tâm sẽ là tâm dây thôi nhé, tâm dây đấy, tâm dây tâm cộng này. Con này thì giá để cho anh em giá hạt rẻ nhé, chỉ có 800 nghìn thôi nhé. Con kính này thông số 3 trừ 9 nhân 40 Iraq nhé. Con này là em bán công khai cho các bác là giá chỉ có 900 800 nghìn, giá rất chi là rẻ. Đầy đủ phụ kiện bao gồm một bộ chân kính nhé và có cốc chống lóa đấy. Con này thì có nắp chụp đằng trước này, con này có nắp chụp đằng trước, đằng sau cũng có nắp chụp nhé. Đấy, chân con này sẽ là chân kính là phi 30 size 11 các bác, chân kính phi 30 size 11 cho các bác. Con này giá công khai cho anh em là 800 nghìn đấy. Còn các bác nào muốn lấy mẫu kính thông số cao hơn một chút thì các bác có thể tham khảo sang con kính 4 trừ 16 nhân 42 AOAC các bác nhé. Đấy. Đây con này các bác nhìn này, có đèn hồng tâm, có vỉ cài kẹo rất chi là xịn sò nhé. Hai cái mẫu này thì nhìn nó cũng giống nhau, nhưng nó chỉ khác nhau về cái thông số thôi. Bác nào muốn thông số to thì mình lấy con 4 trừ, thông số bé lấy con 3 trừ nhé. Hai cái mẫu này thì bao cho anh em 80 đến 100 mét, bao nhặt mồi mỏi tay các bác nhé. Đấy. Bác nào muốn mua thì liên hệ đến hai đầu số điện thoại này của shop, số trên có Zalo, số dưới không có Zalo, các bác gọi điện hai số nào cũng được. Các bác muốn trao đổi qua Zalo thì gọi và nhắn kết bạn Zalo với số trên các bác nhé. Đấy, bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác đàng hoàng. Cái mẫu 4 trừ này các bác nhé, mẫu 4 trừ này thì hiện tại em đang bán cho các bác giá công khai là 950.000 các bác nhé, 950.000 mẫu 4 trừ. Còn mẫu 3 trừ 9 x 40 thì bán cho anh em 800.000 thôi. Đấy, nó chỉ chênh nhau 150. Các bác nào muốn thông số to thì mới lấy con 4 trừ, con số bé lấy 3 trừ. Những hai mẫu này là có chống rung, chống giật, chống nhảy tâm các nhé. Có chống nhảy tâm cực kỳ là tốt. Đặc biệt là nó là tâm cộng ý. Các bác nhìn nó cũng rất chi là rõ, thanh mảnh. Đấy. Thì một cái video ngắn nhé, em giới thiệu qua về hai cái mẫu kính đến đây nhé. Bác nào muốn mua thì gọi điện đến hai đầu số của shop để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau.